chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Nếu bạn cảm thấy sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh với màn hình cảm ứng khá là trẻ con, thiếu đi sự lịch sự, thì một chiếc smartwatch lại chính là sự lựa chọn tuyệt vời để đưa bạn đến thế giới smartwatch một cách trọn vẹn nhất. Và chiếc Garmin Vívomove HR trên tay mình đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho các bạn. Bạn có thể đeo nó chạy bộ hay là đi làm. Không ai nghĩ nó là một chiếc đồng hồ thông minh vì thiết kế của nó giống hệt những chiếc đồng hồ thời trang mà bạn hay thấy. Garmin Vívomove HR có kích cỡ mặt kính 43mm bằng chất liệu kính cường lực và khung viền làm bằng thép không gỉ. Mặt đồng hồ trông rất đơn giản, chỉ có 2 kim giờ và phút, không có kim dây và con số trên các nấc giờ. Trọng lượng của đồng hồ cũng khá nhẹ, bản Sport có 40,8g, còn bản Premium nặng hơn một chút với 56g. Độ dài của Vívomove HR là 11,6mm, cũng thuộc hàng mỏng so với nhiều chiếc smartwatch trên thị trường. Dây đeo đồng hồ có bề mặt 20mm với hai lựa chọn chiều dây phù hợp với người có cổ tay từ 122 đến 215mm, nam hay nữ đều đeo được hết. Và dây đeo trên cả hai phiên bản Vívomove HR Sport và Premium đều có thể thay cho nhau được. Về màn hình của đồng hồ thì chiếc Vívomove HR sử dụng tấm nền OLED kích cỡ khá nhỏ 9,6mm x 19,2mm với độ phân giải là 64 x 128 pixel, giúp bạn dễ dàng theo dõi các hoạt động thường ngày ngay trên thiết bị. Điều đặc biệt nhất ở chiếc màn hình này là bạn nhìn bình thường sẽ chỉ thấy mặt đồng hồ kim giờ, nhưng mà khi giơ tay đeo đồng hồ lên hoặc là chạm 2 lần vào phía dưới của mặt đồng hồ thì màn hình sẽ sáng lên và hiển thị các thông tin từ ngày tháng, thời tiết đến nhịp tim, lượng calo tiêu hao hàng ngày và các thông báo từ điện thoại. Mọi điều khiển đều thông qua màn hình cảm ứng này. Tuy nhiên, một điểm trừ lớn trên em này chính là khả năng hiển thị ngoài trời. Phần màn hình hiển thị OLED ngoài trời, đặc biệt là dưới trời nắng gắt khá yếu do bị mặt kính phản chiếu, dù mình đã điều chỉnh độ sáng trong thiết bị đồng hồ. Nhưng bù lại, phần kim đồng hồ xem cực kỳ tốt ngoài trời nắng, nên mà mình có thể dễ dàng xem giờ bất cứ khi nào. Còn về thời lượng pin, theo thông số của nhà sản xuất, Vívomove HR có thể dùng tới 5 ngày ở chế độ smartwatch và 2 tuần ở chế độ chỉ dùng làm đồng hồ thông thường. Trong sử dụng thực tế thì mình thấy đồng hồ sử dụng được khoảng 4 đến 4,5 ngày ở chế độ smartwatch với cường độ nhận khá nhiều thông báo từ điện thoại. Garmin Vívomove HR ngoài cái đẹp thì nó còn nhiều chức năng khiến nó trở nên vừa có sắc mà cũng vừa có tài. Giống như các thiết bị Garmin khác, Vívomove HR hỗ trợ hiển thị thông báo đến từ tất cả ứng dụng trên điện thoại lên mặt đồng hồ cực kỳ nhanh chóng. Bạn sẽ không lo bỏ lỡ bất kỳ thông báo quan trọng nào khi đeo em đồng hồ này. Khả năng theo dõi hoạt động luôn là điểm mạnh của các chiếc đồng hồ thông minh Garmin và chiếc Vívomove HR này cũng không phải là ngoại lệ. Đồng hồ này có thể theo dõi được tốc độ chạy trong ứng dụng Garmin Connect, nhưng lưu ý là Vívomove HR không tích hợp GPS. Thiếu vắng này là một điểm trừ nếu bạn muốn dùng sản phẩm như một đồng hồ theo dõi hoạt động chạy bộ. Vívomove HR theo dõi quãng đường bằng dữ liệu từ cảm biến gia tốc và các thuật toán riêng, nhưng mà sẽ khó chính xác được như là có GPS. Vì vậy, nếu bạn muốn theo dõi quãng đường chạy chính xác và chi tiết hơn thì nên chọn sản phẩm khác của Garmin là Vivo Sport có GPS thay vì Vívomove HR. Như vậy, mình vừa mới giới thiệu cho các bạn khá chi tiết về chiếc đồng hồ Garmin Vívomove HR này. Đây là chiếc smartwatch kiêm đồng hồ thời trang có thiết kế đẹp với màn hình ẩn khá thú vị. Cùng với đó là các chức năng theo dõi nhịp tim, bước chân, khoảng cách và mức độ căng thẳng trong ngày cũng khá hữu ích. Tuy nhiên, việc thiếu vắng GPS khiến Vívomove HR không phải lựa chọn cho những người muốn theo dõi các hoạt động vận động thực sự. Nó phù hợp với những người tập thể thao ở mức vừa phải, muốn có một chiếc đồng hồ cổ điển nhưng vẫn có những chức năng cơ bản của smartwatch hiện đại. Bạn cảm thấy như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần comment bên dưới nhé! Và đừng quên để lại một like và một subscribe để cập nhật những video công nghệ mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!